anh có món quà tặng em. Đây, tặng lại luôn. Cái này hồi sáng em làm, tình cảm em dành cho mày. Cảm ơn em. Không thử đi là một hồi không còn một miếng luôn. Đó. Sao nghi ngờ thua vậy trời. Anh dùng thử đi. Thử thử đi. Thử đi còn gì để anh. Thương nó tự làm đó Duy. Trời, quay qua bển ông Linh. Ăn mà trốn cái gì, ăn là ăn. Trốn cái gì mà trốn biết nữa. Ăn là ăn à. Ngon à. Ngon. Ý chưa, Thương nó tự làm luôn đó. Ngon không? Thôi nói chuyện đi. Ăn uống tính sao. Bây giờ chuyện tình duyên làm trước. Đó. Trước hết là cảm ơn quà của em. Rất ngon em. Sáng nay anh chưa ăn sáng nữa. Anh có biết chơi thể thao gì không? Anh thì anh rất thích thể thao đấy. Anh thể chơi được nhiều môn. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, nói chung chơi được hết. Có thấy cái bóng kế bên, cái bóng này là gì? Đây thì là tâng bóng. Anh không phải là tâng bóng nghệ thuật nhá. Dạ. Vì sao đừng trúng em mà được ạ? Vậy mà ở sân cỏ là chết với Duy ha. Em có hay đi đá banh không? Dạ em có, em đi lắm. Dạ. Đá vị trí nào? Tốt nhất là tiền vệ và tiền đạo. Anh có thể hỏi em một câu không? Em suy nghĩ gì về bộ đội? Em thích bộ đội. Em có lý do nào không hay là... Không, tại em cảm thấy cái ngành họ, kiểu của họ rất là hay. Làm việc nói chung là giúp mọi người rất là nhiều. Nhìn chồng mình mặc bộ đồ quân đội thấy thích lắm. Cảm ơn em. Cái câu chuyện em vừa nói với bạn trai cũ thì anh cũng hiểu. Và anh không dám hứa, anh nói rồi anh không dám hứa trước em điều gì cả. Vì anh không thể nào hứa mà anh không làm được. Nhưng mà anh có thể hứa chắc với em là anh sẽ dùng hết phần đời còn lại của anh nếu mình hứa thì mình phải to lên cho mọi người. Thằng Trinh. Rồi mời nhà trai. Em giới thiệu về mình đi. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Trần Nguyễn Bảo Thương, năm nay 24 tuổi. Sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm thu ngân ạ. Rồi mời em trai. Vâng, lời đầu tiên cho phép em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào bạn gái bên kia và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Quốc Duy, hiện là cấp bậc thiếu úy, đang công tác tại sư đoàn 309, địa bàn đóng quân ở khu vực Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Cụ thể là công việc của em là gì? Là công việc của em là chỉ huy tham mưu hay là quản lý bộ đội, huấn luyện bộ đội để chiến đấu. Tham mưu, huấn luyện bộ đội. Em có điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Giới thiệu cho đàn gái biết luôn đi. Em tự nhận thấy em là người vui vẻ, hòa đồng, biết cách lắng nghe người khác. Nói chung là ưu điểm thì chung em cũng không được nhiều, nhưng mà cái này cũng biết chơi rất nhiều môn thể thao. Có một cái tật xấu gì không? Đã có. Ví dụ? Là nhát gái, là nhát gái, là nhát gái. Thôi. Rồi. Mời đàn gái. Mình nói đi. Em có ưu điểm là vui vẻ, hòa đồng, sống tình cảm. Còn nhược điểm thì lâu lâu cũng hơi khó tính. Về vấn đề gì? Bạn trai mình mà làm không đúng ý mình thì hơi giận tí. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. Mối tình gần nhất là được 2 năm nhưng mà chia tay cũng gần 1 năm. Mà lý do chia tay? Thì em muốn tiến tới hôn nhân nhưng mà bạn đó thì vẫn chưa sẵn sàng nên mình vậy không hả? Đi đến. Em thích lấy chồng bộ đội. Dạ. Lý do tại sao? Mình thấy cái hình ảnh đó mình thích, mình cảm thấy mình an tâm. Còn em có mấy mối tình rồi? Dạ, thú thật với anh chị và mọi người ở đây thì em chưa có mối tình nào. Có thể là do không tìm được người thích hợp với mình, hoặc là do là em không được đẹp trai lắm. Chào chị. Chào cưng. Dạ. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ chưa. Là tại vì là mình nghĩ là mình không đẹp trai hả? Có những người đó ngồi ngay bên cạnh em nó cũng đâu có đẹp trai đâu, nhưng mà gái mê dữ lắm em ơi.
đừng bao giờ mình nghĩ là mình không đẹp trai rồi mình ngại, mình nhát gái, mình không có mạnh dạn để mà mình đi cua những người bạn gái khác. Tự tin lên em. Em thấy không? Kệ. Đẹp trai không bằng trai mặt. Tự tin nha, tự tin nha. Ok. Nhiều tuổi rồi nè? Dạ em sinh năm 97 ạ. 23. Nhưng mà bên đây là người ta muốn là thành lập gia đình đó. Cái người bạn trai trước đó là vì không có ý định tiến tới hôn nhân cho nên người ta giận, người ta bỏ đó. Thì giờ mình nghĩ sao nè? Em không dám hứa trước, nhưng mà nếu em và bạn đó hợp thì em hứa sẽ sử dụng hết sức mình để trao cho bạn ấy một cuộc sống như bạn ấy mơ ước. Ví dụ giờ người ta nói là thôi yêu 1 năm thôi rồi cưới, tức là 24 tuổi là có vợ đó. Nếu mà em cảm thấy mà mình thuận tiện, bạn ấy cảm thấy thuận tiện thì khả năng mình tiến tới hôn nhân nó cao. Ăn thua là cái trái tim của mình đúng không? Khi mình yêu lên rồi thì 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm là cái đinh gì đúng không cưng? Hay để anh. Giờ chị hỏi nè, dạ. Chưa yêu bao giờ, vậy dạ. Thì có tưởng tượng cái mẫu người bạn gái của mình phải như thế nào không? Em muốn tìm một người nào hiểu và thông cảm cho công việc của em. Hay là em thích mẫu bạn gái nào nó cũng hài hước giống em một chút đó. Vì cuộc sống nếu mà cứ gia vị, nó không có gia vị thì nó buồn tẻo quá. Hay là em muốn cô bạn gái đó thì có trưởng thành trong suy nghĩ một chút. Trưởng thành trong suy nghĩ. Không quá là mè nheo hay là gì. Em thích như thế bởi vì cái công việc của em nó cũng tương đối là mất, đã tiêu tốn em rất nhiều thời gian rồi. Đến vì vậy cái thời gian còn lại của em dành cho bạn gái thì chắc sẽ còn lại thời gian của em. Có mè nheo không vợ? Dạ không. Không có mè nheo dạ. Là nhõng nhẽo đó. Dạ. Có nhõng nhẽo không? Dạ không. Không. Rồi có suy nghĩ là bạn gái mình là phải nước da như thế nào, mái tóc ra làm sao, cao bao nhiêu không? Dạ em rất thích con gái cao từ 1m6 trở lên. Mình mét mấy nhỉ? Mét 57. Mét 57 được không? Bớt 3 phân đi. Được đi mất 7 phân là thành mét 62 rồi. Vâng, quân đội của em là có kêu là 5 bỏ 6 nê thêm ấy ạ, để làm xuất sĩ ạ. Rồi nước da làm sao nào? Cái đấy không quan trọng lắm đâu ạ. Không, phải có ngoại hình, nhất dáng gì da đó. Giống chị rồi được rồi. Giống chị rồi được rồi. Đó. Trời ơi, cưng quá, đâu đất luôn à. Em gái, em thích cái mẫu hình lý tưởng làm người đàn ông như thế nào? Dạ, cao trên 1m7. Cười là hiểu rồi ha. Cũng cỡ đây sẽ xuống thôi. 6 mấy thôi, được rồi. Cái mẫu hình của mình mà còn quan trọng là mình cái lúc cái gặp lần đầu tiên nữa. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, người đàn ông của gia đình. Chú bộ đội là số 1, chuyện gia đình luôn. Thôi được rồi, thấy dễ thương đàn trai chịu rồi đó. Bây giờ là mình sẽ gặp người nhà có góp ý sao nha. Em gái đi với ai? Em đi với bà ngoại, với mẹ, với mợ. Rồi, chào gia đình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, hai MC duyên dáng. Đây là mợ hay là mẹ? Mợ. À, là dạ. Mợ. Đó. À, bé Thương ạ, anh bên này rất là dễ thương, con an tâm. Bà ngoại thấy hai bên cũng được, nhưng mà cái sự quyết định của hai con, bà ngoại không có tham gia được, vì cái này là hạnh phúc của hai con. Trời ơi, cảm ơn đàn gái. Ta đi với ai? Đã, em đi với lại bác của em và thủ trưởng trong đơn vị của em ạ. Gia đình ở trước đi. Dạ, kính chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Hai MC rất là gần gũi, dễ thương với khán giả. Và kính chào quý khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Và ở đối với nhà thì Duy rất là tự tin và năng động. Sau khi mà hai bạn gặp nhau rồi á, thì hai bạn cũng sẽ có một cái nhịp đập giống nhau. Mời thủ trưởng của Duy. Xin chào anh Quyền Linh với dạ, chị chào. Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Hôm nay thì tôi là Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là chị Huy của em Duy. Quá trình công tác là thấy em Duy là rất là chịu khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và trong cái điều kiện là đơn vị là trung đội trưởng, cho nên là phải quản lý bộ đội là nhiều, cho nên thời gian mà để tìm bạn gái thì nó cũng hơi khó khăn một chút. Cho nên là qua cái chương trình này, và đặc biệt là hôm nay là gặp được em gái ở đây, tôi thấy hai bạn là có cái điểm tương đồng. Và cái niềm vui của chúng tôi là người anh ở trong đơn vị, thì mong muốn là hai em là có cái tìm được tiếng nói chung. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Mở rào.
có món quà tặng em. Đây, tặng lại liền. Cái này hồi sáng em làm, tình cảm em dành cho mày. Cảm ơn em. Không thử đi, làm một hồi không còn một miếng luôn. Đó. Sao nghi ngờ thua vậy trời. Anh dùng thử đi. Thử thử. Thử đi. Thử đi còn gì để anh. Thương nó tự làm đó Duy. Trời, quay qua bển ông Linh. Ăn mà trốn cái gì, ăn là ăn. Trốn cái gì mà trốn biết nữa. Ăn là ăn à. Ngon à. Ngon. Ý chưa, Thương nó tự làm luôn đó. Ngon không? Thôi nói chuyện đi. Nói chuyện. Ăn uống tính sao? Bây giờ chuyện tình duyên làm trước. Đó. Trước hết là cảm ơn quà của em. Rất ngon em. Sáng nay anh chưa ăn sáng nữa. Anh có biết chơi thể thao gì không? Anh thì anh rất thích thể thao đấy. Anh thể chơi được nhiều môn. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, nói chung chơi được hết. Có thấy cái bóng kế bên, cái bóng này là gì? Đây thì anh tâng bóng. Anh không phải là tâng bóng nghệ thuật nhá. Dạ. Vì sao đừng trúng em mà được ạ? Vậy mà ở sân cỏ là chết với Duy ha. Em có hay đi đá banh không? Dạ em có, em đi lắm. Dạ. Đá vị trí nào? Tốt nhất là tiền vệ và tiền đạo. Anh có thể hỏi em một câu không? Em suy nghĩ gì về bộ đội? Em thích bộ đội. Em có lý do nào không hay là... Không, tại em cảm thấy cái ngành họ kiểu của họ rất là hay. Làm việc nói chung là giúp mọi người rất là nhiều. Nhìn chồng mình mặc bộ đồ quân đội thấy thích lắm. Cảm ơn em. Cái câu chuyện em vừa nói với bạn trai cũ á, thì anh cũng hiểu. Và anh không dám hứa, anh nói rồi anh không dám hứa trước em điều gì cả. Vì anh không thể nào hứa mà anh không làm được. Nhưng mà anh có thể hứa chắc với em là anh sẽ dùng hết phần đời còn lại của anh. Nếu mình hứa thì mình phải to lên cho mọi người cùng nghe, cùng chứng kiến chứ. Đó, nghe chưa, thấy chưa, Duy ơi là Duy. Duy thấy chưa. Anh hứa anh sẽ làm hết sức mình để phát triển sự nghiệp của anh, làm sao có thể là no được cho em và cuộc sống của em mong muốn. Rồi, cảm ơn anh. Mở rào ra là cái cảm xúc của em sao? Mở rào ra em... Thôi, chết rồi con ơi. Chết luôn. Chết luôn. Em... Thật sự anh ấy quan trọng cái cảm giác của mình hơn. Dạ. Vì anh tin vào cái cảm giác của mình. Anh chưa có mối tình nào mà anh mở ra anh cảm giác là cảm giác là sao? Anh chưa có mối tình nào nhưng mà anh có kết bạn hay nhiều bạn là nữ hay là có nói chuyện kia rồi, nhưng mà anh cảm thấy đứng trước họ anh không được tự tin lắm. Nhưng mà không hiểu sao đứng trước em anh có dũng khí để nói, nếu mà mình vô một nút thì anh vẫn muốn là được kết bạn với anh. Em có bấm nút hay không? Cái nút ở đâu ạ? Cái nút ở đâu ạ? Hả? Nút ở đây nè. Em thích thì em cứ bấm trước. Nút thì nó bấm thì không, luôn không chả quan trọng. Cần phải mối mai, chả cần phải đúng rồi. 1, 2, 3 gì tình yêu mà. Là em cứ thích, thế em là cứ bấm thôi. Còn em sao nè? Em cảm thấy anh này cũng khá thú vị, muốn tìm hiểu thử. Đó, đó thế coi như là cái nút nó chỉ chờ cái tay bấm một cái cạch thôi. Bây giờ chúng ta cho thêm một chút cảm xúc nữa. Em hãy tiến gần cô gái, nắm tay cô gái, hai người đứng lên nào. Nắm tay nhau để truyền cảm xúc luôn đi, đó, hát gì hát. Hai đứa nhìn thẳng vô nhau, nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Lạnh quá. Đâu phải chiến sĩ đâu bắt tay. Rồi, nhìn thẳng vào hát. Xin hát bài Sợ Yêu của Thanh Hà nha. Sao lại Sợ Yêu? Tại em thích bài đó. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ lắm khi yêu mình quay trở lại, sợ những cảm giác lỡ dài, sợ người ta thấy em thương hại nên mới quay lại. Hay quá.
anh thì hát không có hay. Từ khi quen em phút ban đầu, trong các cảm giác trong anh khác xưa nhiều năm, để anh cảm nhận tình yêu lớn nên đổi thay từng ngày. Anh biết kỳ trọng từng giây phút khi có em bên cạnh, tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hằng mong. Ở bên em bao nụ cười no nắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc cỡ trong trái tim mà thôi. Hai bạn để tay vào nút bấm. Vì thấy trong trái tim của mình giờ sao rồi? Nó vào gõ thật mạnh. Gõ thật mạnh ha. Mấy ăn bánh thấy sao? Ngon quá trời. Ngon quá đúng không? Chờ chút ăn tiếp nha. Hết chưa anh? Hết rồi. Đi đây. Thích thì bấm, không thích không cần bấm. Không ai cần, không cần nói gì cả luôn. Không cần. Tuyệt vời. Anh thích như thế đấy. Trời ơi, đây hai mạnh dạn nhau. Người... Nếu yêu là mình nói yêu đấy, chưa gì nắm tay luôn thấy chưa? Thế đó thì ta vậy đó. Nào, bây giờ là có gia đình của bạn gái, mình xin phép là bắt đầu từ bây giờ cho tụi con hẹn hò với nhau. Thưa ngoại, thưa mẹ, thưa bác gái và thưa mợ, con tham gia bộ đội là để bảo vệ người con yêu thương, bố mẹ con, người thân của con. Và hôm nay con đã biết thêm một người thân mà con sẽ luôn quan tâm và bảo vệ. Mong bà, bác và mợ tạo điều kiện cho con có thể hẹn hò với bạn ạ. Cứ mạnh dạn lên, không có gì mình yêu mình nói yêu nhút nhát hết nha. Ha, đúng rồi, bản lĩnh chính trị đâu, thương à, đúng thương. Rồi đồng chí Thế Quý Duy có mạnh mẽ lên nha. Có để Thương á, Thương nói câu gì đi, Thương nói câu gì với bên gia đình của Thương cũng như là các anh, các thủ trưởng cũng như là gia đình bên Duy đi. Con nghĩ đến đây cũng là một cái duyên nên đã gặp nhau thì mình nên cho nhau cơ hội. Con xin phép gia đình cho hai tụi con tìm hiểu nhau ạ. Gãy gọn vậy đó. Rất là ok. Duy Duy có tung cái nào đó. Trong tình yêu phải mạnh mẽ lên như thế nha, giống như trong chiến đấu vậy đó, phải bản lĩnh lên. Ngoài tay hai bé xem phim quá trời, bỏ vô đây quá trời thiệt đó, giữ đây để hai đứa đi xem phim đạp xin để bóc 200 may mà hồi nãy đó nhờ tôi xui mà ăn được một miếng đúng không? Trời ơi, ngon, ngon lắm. Nói chung anh xin lỗi, anh ăn nhiều hơn á. Mỗi em làm cho Duy anh ăn sau. Thấy chưa? Trời ơi, rụng tim. Hai, chúc hai em sẽ sớm tìm hiểu nhau và góp gạo thổi cơm chung nha. Hai đứa dễ thương lắm á. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Đừng buông tay nhau nha, hãy nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này. Cưng quá à. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Đừng buông tay nhau nha, hãy nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này. Cưng quá à. Chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi mà thấy những cặp đôi họ hiểu nhau, họ cùng một nhịp đập con tim với nhau, với hy vọng rằng với sự hỗ trợ của đơn vị, hỗ trợ của hai bên gia đình, họ sẽ sớm về chung một nhà. Chúng tôi chỉ mong điều đó thôi quý vị nha.